Em xin chào các bác. Hôm nay thì em có giống lan này khoe và chia sẻ với các bác. Đây chính là cái cây kiếm xích ngọc các bác ạ. Kiếm xích ngọc này thì nếu mà bình thường ấy thì giá nó rất là rẻ thôi, khoảng hơn trăm thôi. Nhưng đây không phải là loại xích ngọc bình thường nhá. Xích ngọc bình thường thì hoa nó có màu trắng tím. Loại này thì hoa màu trắng tuyền hơn các bác ạ. Đây là một giống xích ngọc có thể được coi là mặt hoa đột biến của giống xích ngọc. Thì cây này thì em cũng không phải lấy ở rừng mà sưu tầm từ nguồn khác. Thì em trồng được một năm, hơn một năm rồi. Bây giờ thì trước kia thì nó khoảng là hai nhánh, em trồng hai nhánh thôi. Nhưng mà hơn một năm nay thì khoảng em trồng nó lên thì nó đẻ nhánh rất là nhiều. Và hiện tại thì nó đã quá chật bộ chậu rồi. Thì em mới tách ra thì các bác xem cái bộ rễ của nó này, mọc rất là khủng khiếp luôn. Và nó còn ra rất nhiều mầm nữa, em chưa biết là mầm hoa hay không, tại vì sắp đến mùa hoa của nó rồi. Đây rất nhiều mầm này, cây này thì đẻ rất khỏe nha các bác nhé. Riêng cái giống xích ngọc này, kể cả xích ngọc trắng này của em lẫn xích ngọc bình thường, tất cả những cái cây xích ngọc đều rất dễ trồng và dễ thuần, cho ra hoa đều quanh năm. Thì cái dòng xích ngọc này chính là một dòng kiếm, thuộc dòng kiếm lá mềm các bạn. Nó thường hay sinh sống ở những cái bám ở trên những thân cây cao ấy, những hốc mà có độ ẩm ấy thì nó hay bám ở đấy. Nhổ được mấy ngày rồi thì bây giờ em mới tiến hành trồng. Thì hôm nay cũng làm video này chia sẻ luôn cho bác là cái cách trồng kiếm xích ngọc của em, và giới thiệu cho các bác biết là cái giống kiếm xích ngọc đột biến hoa màu trắng. Thì trồng cái này rất đơn giản đấy các bác ạ. Các bác có thể trồng bằng như kiểu của em hôm nay là em sẽ trồng bằng chậu sứ này, ngoài được trắng men nhé. Chậu này khá to đấy, tại vì xích ngọc nó đẻ rất là nhiều. Đây các bác xem, nó đẻ rất là nhiều nhá, nên em phải trồng cái chậu kích thước to hơn để sang năm thì có khả năng nó sẽ đẻ gần kín cái chậu này luôn. Hoặc là các bác trồng bằng chậu gốm được nhá, chậu đất lung ấy, hoặc là cái chậu nhựa lại cũng được này. Trồng rất đơn giản thôi, các bác có thể dùng giấn vụn nhá, giấn vụn, giấn cù lần hoặc là vỏ thông cũng được. À quên mất là cho các bác xem cái mặt hoa xích ngọc. Thực ra thì của em đang ngóng hoa của cây. Cái ảnh này thì em lấy ở nguồn ở trên mạng của một bác nhé. Đây chính là cái giống hoa xích ngọc đấy các bác, xích ngọc trắng đấy ạ. Không phải là ảnh của em nhé, em lấy nguồn trên mạng thôi, nhưng đây chính xác là cái cây hoa xích ngọc hoa trắng này. Một dòng đột biến của lan kiếm xích ngọc nhé. Cánh trắng bên trong họng thì nó cũng khá là màu vàng. Còn xích ngọc bình thường thì nó sẽ có những cái vân vân kẻ màu tím. Đấy là giới thiệu cho các bác xem về cái mặt hoa của nó. Bây giờ thì em sẽ tiến hành trồng. Thì ở dưới thì em sẽ lót bằng những cái vỏ xốp này nhé. Thì mình có cái giá thể nào thì mình trồng bằng giá thể đấy thôi. Vì cái dòng này nó rất dễ thuần, dễ sống. Đây các bác xem, em lót ở dưới là xốp nhé. Nếu mà để thông vào thì rất là nhiều, nên em sẽ cho cái giớn cù lần này vào này. Tiếp theo này, cho nó cao trên thành chậu một tí. Cây nó rất dễ sống nhưng mà thực sự là nó cũng ưa thoáng các bác ạ. Các bác đừng để chỗ nào nó ít ánh sáng quá nhé. Cây nó sẽ chậm phát triển, chậm đẻ.
này thì gọi là em tách chậu ra thôi. Em sẽ đặt vào trung tâm chậu, giữa chậu này. Và em chèn giá thể vào thôi, cho nó cao một tí. Cũng định bằng cái giớn này một tí à, chèn nó không nhỏ vào. Nó khỏi bị đu đưa. Rất đơn giản. Có vẻ như là cái chậu này nó hướng nó phát triển thì nó sẽ ra hướng này nhiều hơn này. Nên vậy là em sẽ cho nó dịch sang bên này một chút. Đấy. Rất đơn giản. Tiếp theo là em sẽ rắc vỏ thông vào nhé. Vỏ thông to cũng được các bạn, trông nó xộn xạo thôi, cho nó thoáng gỗ dễ mà. Xích ngọc này thì trồng một năm thôi, nó lên một bụi rồi. Các bác mua thì lên mua tầm khoảng 2-3 tép gì đấy. Còn cái xích ngọc màu trắng này là không ấy nhá, không bán theo cân đâu các bác ạ. Mà bán theo chậu hoặc là bán theo tép. Một số nhà vườn thì người ta cũng bán cái giống này rồi. Nhưng mà em thấy là cũng rất ít người có cái giống này các bác ạ. Em là may mắn là cũng sưu tầm được cái giống lan rất là hiếm này. Bao giờ cây này nó ra hoa thì em sẽ chia sẻ mặt hoa cho các bác xem, quay hẳn một video trong cái tư liệu hoa lan của em ấy, trong kênh YouTube của em ấy. Ngoài ra thì các bác có thể kết bạn với em qua Facebook nhé. Facebook, và em cũng có một cái nhóm nhỏ Facebook đấy ạ. Các bác có thể vào trong đấy tham khảo. Em đăng rất nhiều mặt hoa và nhiều cái loại phong lan lạ ở trong cái group đấy lẫn Facebook cá nhân của em. Em để ở dưới đường mô tả của video đấy ạ. Số điện thoại của em cũng để ở bên dưới nhé, và Zalo của em nữa. Kiếm là một loại phong lan dễ trồng, kể cả kiếm lá cứng cũng thế, rất dễ thuần các bác ạ. Không giống như làng Phi Điệp. Phi Điệp thì mình phải, nhất là mùa mưa này là phải để ý nhiều, vì cây nó dễ bị nhiễm vi khuẩn, virus, nó bị thối ấy. Mình phải phun phòng rồi là theo dõi chăm sóc. Còn kiếm thì cứ bẵng đi thời gian thôi, nó đẻ ra rồi. Tuy nó không có thể làm kinh tế nhanh như kiểu Phi Điệp, nhưng mà kiếm em thấy nó cây nó dễ chăm sóc thôi. Và nhiều cái giống thì nó cũng không quá đắt. Để mấy hôm thôi mà đã khô rễ này. Các bác có thể lót rêu ẩm cũng được nhé. Em thì em không cần đâu. Đấy, cây của em nó mới được bóc ra mà. Mới được bóc cái chậu ra. Hôm trước thì cũng có bác chia sẻ cho cái kiếm xích ngọc màu trắng đấy, em cũng định lấy thêm về nhưng mà vườn chật quá rồi nên là cũng không mang về thêm nữa, không biết để đâu.
Đây các bác, vậy là em đã trồng xong chậu kiếm xích ngọc hoa trắng nhé. Các bác xem có thể tham khảo cách trồng của em. Và bác nào thích cái giống xích ngọc hoa trắng này thì chờ em nhé, chờ khoảng vài tháng nữa đến tháng 10 gì đấy để xem những cái lụ này, những cái mầm này là có phải mầm hoa không. Nếu mà mầm hoa ra thì em sẽ quay cho các bác xem và sẽ tiến hành chia sẻ giống ạ. Tại vì em cũng còn một chậu nữa cũng to hơn cái này. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều bác cùng biết nhé, ủng hộ em. Em sẽ cố gắng làm những video chất lượng hơn. Thì dạo này đi mưa nhiều quá nên là không đi rừng được các bác ạ. Em thích đi rừng lắm rồi. Em chào các bác nhé.